Ok, trước khi chúng ta đi vào quy trình vào trước khi chúng ta đi vào ví trị dự quy trình vào lệnh thì ở đây mình sẽ chia sẻ thêm một số những cái lý thuyết quan trọng để cho các bạn thấy những cái trường hợp nào, những cái tín hiệu hay xuất hiện là gì. Thì các bạn nhận biết ha, đọc hiểu thị trường thì các bạn đã nắm rồi, được chưa? Thì bây giờ các bạn chỉ cần xác định được những cái thời điểm, những cái trường hợp mà một biên chứng cũng thế nó diễn ra như thế nào để các bạn có thể áp dụng vào thị trường thực tế ha. Rồi. Đầu tiên thì chúng ta luôn có một phe chiếu thế, thì chúng ta mình lấy ví dụ đây là một phe chiếu thế bên này ha. Rồi, chúng ta sẽ luôn có một đợt tấn công. Thì đợt tấn công trường hợp thứ nhất là nó tấn công lại bằng một con sóng, được chưa? Sóng như là gì thì đã nói rất là rõ rồi. Rồi con sóng này khi một bên muốn là nó là muốn làm suy yếu lực của tấn công của một bên á thì nó có thể qua nhiều lần thất bại đúng không? Thì trường hợp thứ nhất là trường hợp kinh điển nhất, đó trường hợp mà tạo mô hình hai đáy. Đây là trường hợp kinh điển nhất. Thì hai đáy này cụ thể có những trường hợp hai đáy nào thì mình sẽ nói sau. Nhưng các bạn đầu tiên các bạn thấy là nó là mô hình hai đáy. Thì tại mô hình hai đáy này chúng ta thấy gì? Là bò phòng thủ thành công hai lần. Đó, bò phòng thủ thành công hai lần. Và nếu như bò mà phá vỡ được cái cùng căn cứ này thì nó vừa cho thấy là phòng thủ thành công hai lần, vừa cho thấy là sự thất thế của phe gấu ở đây, thì nó vừa thể hiện cái sự cạn kiệt này, vừa thể hiện sự thắng thế này. Thì lúc này chúng ta có thể vào lệnh ngay tại cái tín hiệu đó. Stop ngay dưới cái mô hình hai đáy này và TP dưới những vùng cản tiếp theo của phe gấu. Đây là trường hợp đầu tiên ha. Mô hình hai đáy. Thì mô hình hai đáy này nó sẽ có rất nhiều biến thể. Trường hợp thứ nhất, mô hình hai đáy với đáy sau nó chưa phá vỡ cái đỉnh tạo nên cái đáy thứ hai này. Đó. Thì trường hợp này các bạn phải cân nhắc xem cái tín hiệu xuất hiện đáy thứ hai này nó mạnh hay không. Ví dụ ở tín ở cái đáy thứ hai này tín hiệu là một cái nến tăng rất là mạnh hoặc là một cái nến ego fin, cái nến nhấn chìm á. Như mình đã nói từ trước á thì các bạn hoàn toàn có thể vào lệnh luôn. Khi các bạn vào lệnh ở đây á thì RR cái tỷ lệ lợi nhuận của bạn sẽ cao hơn. Nhưng đồng nghĩa việc nó sẽ rủi ro hơn bởi vì nó vẫn còn một vùng cản ở phe gấu ở đây. Còn trường hợp này này, khi nó đã phá vỡ vùng cản rồi, các bạn vào lệnh sẽ an toàn hơn chứ, nhưng mà RR sẽ thấp hơn. Đây là điều đương nhiên, không có một cái gì đó gọi là tối ưu cả. Quan trọng là cái nào các bạn phù hợp với các bạn lựa chọn thôi. Rồi, trường hợp thứ ba là trường hợp mà cũng là mô hình hai đáy. Nhưng mà đây cũng là trường hợp mô hình hai đáy, nhưng mà ở đáy thứ hai nó lại có một vùng tích lũy như này. Đó. Rồi phá giá phá lên thì trường hợp này là trường hợp lại càng mạnh nữa. Bởi vì sao? Bởi vì ở đáy thứ hai, tức là ở lần từ chối thứ hai, không những nó từ chối lần thứ hai mà nó còn phá vỡ luôn cái vùng tranh chấp ở đây, nó thể hiện là ưu thế tuyệt đối thuộc về phe 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 mua luôn. Thì tại đây các bạn có thể vào lệnh luôn và stop loss dưới cái mô hình hai đáy này. Đó, đây trường hợp mà mình rất là yêu thích bởi vì xác suất thắng rất là cao. Chào mọi người. Đó, ok, đây là một trường hợp đầu tiên mô hình hai đáy nó có những biến thể như này ha. Rồi. Trường hợp thứ hai cũng là một xu hướng. Rồi sau đó bị tấn công ngược lại cũng là một con sóng. Chiều thứ hai là nó sẽ không có một mô hình hay đấy mà nó sẽ bằng một cái khu vực tích lũy nén chặt. Đó. Thì cái trường hợp này là trường hợp kinh điển rồi. Khi mà nó còn nén chặt thì không nên vào lệnh. Chờ khi nào mà giá break ra khỏi vùng nén chặt này thì lúc đó nó hiện gì? Một bên đã cạn kiệt còn bên còn lại thì thắng thế. Lúc này nó đáp ứng đúng hai tiêu chí và vào chúng ta có thể vào lệnh ngay. TP là những cái vùng căn cứ của phe gấu chân này. Được chưa mọi người? Đó là trường hợp kinh điển ha. Trường hợp thứ ba là trường hợp tiếp theo là trường hợp mà đây khi giá hồi lại này nó cũng tích lũy, nó cũng tích lũy một khu vực nhưng sau đó phe gấu thắng thế đi xuống nhưng mà ngay lập tức bật ngược lên, thì cái này gọi là gì mọi người? Chính là phá vỡ giả đó, đúng không? Đáng lẽ ra nó phá vỡ xuống phía dưới, nó phải đi xuống, nó phá luôn vùng căn cứ này, nhưng không, cái vùng căn cứ này này là vùng căn cứ phe bò này, nó tấn công ngược lại, phá vỡ ngược lại luôn cái vùng tranh chấp này. Thì lúc này chúng ta có thể thấy rằng ưu thế tuyệt đối thuộc về phe bò rồi. Thì lúc này chúng ta cứ thế mà chúng ta theo thôi ha. Rồi, ok. Đó, thì đây trường hợp phá vỡ giả và nó cũng tương tự như cái trường hợp nó break vùng tích lũy thôi. Thì bạn cứ đi theo cái hướng của cái vùng tích lũy này. Đó, tại khoảnh khắc này một bên chiếm ưu thế và đặc biệt là chiếm ưu thế tại một cái vùng cản của phe bò nữa. Đó, và trước đó phe bò chiếm ưu thế thì lúc này nó vừa thể hiện cái sự chiếm ưu thế và cái sự thất thế của bên còn lại. Chúng ta đi theo nó và TP đến những vùng cản tiếp theo của phe gấu thôi. Đó, như vậy đây hai trường hợp break vùng tích lũy ha. Rồi, trường hợp tiếp theo là trường hợp nếu giá tấn công bằng một xu hướng thì sao? Thì nếu xu hướng này này tới đây để nó tấn công một xuống, nếu như giả sử nó xuất hiện mô hình hay đáy đây thì bạn có nên vào lệnh không? Thì câu trả lời là vừa có vừa không. Có khi nào khi một cái phe bò đang chiếm ưu thế rất mạnh mẽ, ví dụ như nó vừa break ra khỏi một vùng tích lũy lớn đây này, giả sử thì có thể vào luôn ở đây. Nhưng nếu như không thì không nên vào lệnh, bởi vì cái tín hiệu này là tín hiệu gì? Nó chỉ thể là cái ưu thế hiện tại thuộc phe phe bò thôi, nhưng mà cái phe gấu ở đây nó vẫn đang kiểm soát thị trường,
Đấy, tức là ở đây cả phe bò phe gấu đã kiểm soát thị trường, nên là nếu chúng ta đi theo cái tín hiệu này thì cái xác suất mà chúng ta thua cũng sẽ rất là cao, bởi phe bò phe gấu đây này nó cũng còn rất là nhiều, nó sẽ tấn công ngược lại liền, bởi vì các bạn cũng biết là xu hướng mà nó sẽ mạnh hơn con sóng đúng không, nên phải có một cái tín hiệu nào đó đủ mạnh nó thể hiện rằng cái phe gấu á bị yếu thế đi rất là nhiều rồi lúc mà chúng tôi vào, thì cái tín hiệu đó là gì, đó là chính là cái mô hình tích lũy ở đây, tích lũy càng nhiều càng tốt, càng chặt càng tốt, khi nó phá ra thì các bạn có đi theo cái vùng tích lũy này đó. Và TP thì tất nhiên là an toàn nhất vẫn là vùng cản này, nhưng mà tùy vào cái lực của thị trường mà các bạn có thể TP xa hơn thì vùng cản cao hơn. Thì các bạn phải chú ý một cái điều nha, bắt tín hiệu, những cái tín hiệu mô hình nến hay những cái mô hình này này, nó chỉ cho các bạn biết rằng tại khoảnh khắc đó một bên chiếm ưu thế, bên còn lại cạn kiệt, còn giá đi được bao xa nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái bức tranh bối cảnh thị trường đó, nên là các bạn phải hiểu rõ những cái bản chất đó ha. Rồi, ok, rồi một trường hợp tiếp theo ha, trường hợp tiếp theo là cũng là phe bò chiếm ưu thế này, sau đó bên gấu tấn công lại, tấn công lại phe bò ở trong cái khu vực tấn công này này, nó sẽ hình thành một xuống nhỏ chỗ này đó. Rồi khi nó đáp xuống đây, phe gấu phe bò phản công ngược lên phá vỡ căn cứ này của phe bò phe bò phá vỡ căn cứ phe gấu và ngay lập tức nó bị hồi xuống lại và tạo mô hình hai đáy. Thì đây cũng là mô hình hai đáy kinh điển rồi, mà đặc biệt mô hình hai đáy được ủng hộ bởi việc là thằng này phá vỡ cái xuống trước đó, thì đây cũng là mô hình hai đáy mà chúng ta có thể vào lệnh được ha. Đó, ok chưa? Rồi giả sử nó không tạo mô hình hai đáy mà nó tạo mô hình như này, nó hồi xuống nhưng mà nó không hồi được đến đây, mà phe bò bắt đầu lao vào phòng ngự ngay chỗ này rồi, bắt đầu phòng ngự vào tại mô hình hai đáy trên này thì sao? Thì lúc này nó cũng thể hiện điều gì, là bên phe bò vẫn đang chiếm ưu thế bởi vì nó phòng thủ liên tục thành công này, và phe gấu đã cạn kiệt đúng chưa? Thì lúc này chúng ta có thể vào lệnh đây, nhưng mà cái stop loss của chúng ta phải để đây, để dưới này, bởi vì đây là điểm khởi nguồn của cái đợt tấn công này đó. Nó hoàn toàn có thể như này này bạn, nó hoàn toàn có thể tấn công xuống và bắt đầu bò phòng ngự thành công đây và để lên đó. Nên là khi đã vào lệnh ở đây thì chúng ta phải stop loss dưới này và chúng ta TP lên những vùng căn cứ trên phe gấu ha. Rồi thay vì như thế, nó có thể là tích lũy hai bên tích lũy như này, tức là đây là trường hợp mà sóng dẫn hướng, mọi người nhớ không? Sóng dẫn hướng đẩy lên, hai bên tranh chấp nhau tạo thành vùng tích lũy. Khi mà vùng tích lũy phá lên, thì nếu như cái vùng tích lũy này entry của nó ở đây, nếu các bạn stop ở đây thì các bạn chỉ nên TP đến vùng cản gần nhất thôi. Và nếu như từ đây đến cái vùng cản gần nhất nó mà cái tỷ lệ R cho nó hợp lý thì các bạn có thể TP luôn. Còn nếu như cái vùng tích lũy này gần cái vùng điểm khởi nguồn của đợt tấn công trước á và các bạn TP xa thì các bạn nên stop loss ở dưới này. Đó. Stop ở dưới này để đảm bảo cái an toàn của cái lệnh của chúng ta. Đó, thì đó là một số những cái trường hợp cơ bản. Đó là một số những cái trường hợp cơ bản mà các bạn tìm điểm vào lệnh trong cái quá trình các bạn đọc hiểu thị trường ha. Thì các bạn không cần phải nhớ những các bạn không cần phải nhớ kỹ những cái này đâu. Các bạn chỉ hiểu đơn giản bản chất tất cả những cái trường hợp nãy giờ đều thể hiện hai thứ. Một, bên phòng thủ là bên bò, nó thể hiện ưu thế của nó. Ưu thế là gì, nó giữ giá được và nó chiến thắng những cái, nó phá vỡ những căn cứ của phe gấu. Còn bên còn lại là bên gấu là bị cạn kiệt, chỉ có cạn kiệt và chiếm ưu thế, chỉ có hai yếu tố đó thôi. Tất cả mọi tín hiệu đều chỉ thể hiện đúng hai yếu tố đó. Nên là khi mọi người hiểu bản chất đó rồi thì vào thị trường các bạn không cần nhớ bất cứ mô hình nào cả. Không cần nhớ bất cứ một tín hiệu nào cả. Cứ đọc hiểu thị trường, thấy lúc nào bên chiếm ưu thế, bên kia cạn kiệt thì lúc ấy các bạn vào lệnh. Ok ha. Rồi, chúng ta sẽ đi vào đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào cái việc mà chúng ta nhìn nhận cái tín hiệu trong thị trường đi. Chứ chúng ta chưa đến cái bước mà đọc hiểu thị trường rồi tìm điểm vào lệnh, nó sẽ hơi khó ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.